Vâng, xin chào các bạn. Sau đây thì sẽ là đề thi của tin học trẻ Từ Liêm, của quận Bắc Từ Liêm năm 2022. Tôi nghĩ là đề này làm được. Đầu tiên thì người ta yêu cầu là tính tổng các chữ số của một số. Thế thì cái này nó liên quan nhiều đến cái kỹ thuật xử lý chuỗi. Và cái Scratch thì nó cung cấp một số cái hàm có sẵn có thể giúp chúng ta làm cái việc đấy. Ví dụ như các bạn muốn xem một cái ký tự thứ bao nhiêu của cái chuỗi nào đấy thì các bạn dùng cái này. Đấy, thì ở đây các bạn thay Apple bằng cái số N của chúng ta, còn cái số 1 kia thì các bạn thay bằng một cái biến đếm. Các bạn sẽ duyệt qua lần lượt từng cái chữ cái đấy và các bạn sẽ cộng dần vào với nhau. Thì nếu mà các bạn học các ngôn ngữ khác thì việc chuyển đổi kiểu dữ liệu nó sẽ khá là phức tạp, nhưng mà Scratch nó chuyển đổi kiểu tự động cho nên là mọi thứ nó sẽ rất là nhanh. Thì chương trình thì đây, tôi sẽ chạy thử luôn. Ví dụ nhập số hôm nay là 0205 2022 đi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là có toàn là 2 với 5 với 2, 22 nữa, tổng cộng là 4 lần 2 là 8 cộng với 5 bằng 13. Chạy thử cái nữa đi đúng không? 123 6 5 4 7 8 9 mà tổng là 45. Đó. Thì tôi nghĩ là bài này thì làm được. Nếu mà các bạn học một chút về vòng lặp, một chút về xử lý các cái chuỗi ký tự là các bạn làm được rồi. Bài thứ hai là bài dãy số. Thì yêu cầu là các bạn sẽ tìm tất cả các số nhỏ hơn 1.000 chia cho 5 dư 3, chia cho 11 dư 4. Thì cái này các bạn cần dùng hai cái phép chia lấy dư, và các bạn sẽ phải dùng phép AND hay là phép VA để mà kết hợp hai cái điều kiện này. Thế sau đó thì các bạn đưa các số thỏa mãn điều kiện này vào trong một cái mảng hay là một cái danh sách, và tôi hay nhầm. Sau đó thì các bạn lại duyệt lại cái danh sách này, tìm các số ở vị trí mà lẻ cộng tổng lại với nhau thì sẽ ra được cái kết quả tổng các số ở vị trí lẻ. Vâng, chạy thử luôn cho các bạn xem thôi. Load dãy số. Ok. Thế thì ở đây đầu tiên có khi là chúng ta sẽ xóa hết nó đi đúng không? Xong chúng ta chạy lại. Xóa đi này. Chạy lại này. Thì các bạn sẽ thấy là cái dãy số của chúng ta thì trông nó giống như thế này. Nó có tất cả là 18 phần tử thôi. Thế đây chúng ta sẽ xem lại đề có đúng không, đúng không? Chia cho 5 dư 3 và chia cho 11 dư 4. Và thế 48 mà chia cho 5 thì nó dư 3 rồi. Tại vì 9 nhân 5 bằng 45. 48 trừ đi 45 thì dư 3 là đúng rồi. Thế nếu mà chia cho 48 chia cho 11 thì nó bằng 4. 4 nhân 11 là 44. 48 mà chia trừ đi 44 thì còn dư 4 đúng không? Tương tự như vậy là 103. Tất nhiên 100 chỉ chia hết cho 5. Cho nên là 103 thì chia cho 5 nó sẽ dư 3. Thế 100 mà chia cho 11 thì các bạn lấy được kết quả là 9. 11 nhân với 99 thì bằng 99, 103 trừ 99 nó còn dư 4, và cứ như vậy thôi. Tôi nghĩ là bài này thì không có vấn đề gì cả, cũng là làm được. Còn bây giờ thì đến bài cuối, bằng bài cuối thì tôi cũng nghĩ là cũng làm được thôi. Yêu cầu là vẽ một cái hình quốc kỳ Việt Nam, tức là lá cờ đỏ sao vàng. Tôi nghĩ bài này thì đã khá là nhiều đơn vị thi rồi cho nên là cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ làm được. Thế thì có những người thì cứ gặp đề khó thì kêu đề khó, và gặp đề dễ thì kêu đề dễ quá, không phân loại được học sinh, chẳng biết thế nào mới là dễ với khó. Tôi thì tôi cứ quan điểm với các bạn rằng là cứ cái gì làm được thì dễ, bằng cái gì không làm được thì khó. Tôi làm được thì tôi bảo là dễ, ông nào cũng cãi được với tôi. Thế nhưng mà các bạn thì mới đi học thì làm sao mà làm được, bài nào cũng thành là khó hết. Và cho nên là cái việc mà tôi bảo dễ chưa chắc là đã dễ với các bạn, mà cái các bạn bảo dễ thì chưa chắc đã dễ với tôi. Cho nên là thôi thì đề người ta ra như nào mình làm thì ok, còn không thì mình sẽ cố gắng một lần sau. Ở đây thì tôi sẽ chạy thử cái chương trình này một lần. Thì tôi giải thích là vẽ lá cờ thì ở trong Scratch nó không có cái thủ tục để vẽ một cái hình có tô, cho nên là các bạn sẽ phải vẽ rất là nhiều hình chữ nhật mà nó sát vào với nhau. Đấy. Sau đó thì đến ngôi sao thì cũng vậy, nó không có ngôi sao có tô, mà nó thậm chí nó không có thủ tục vẽ ngôi sao, thì các bạn sẽ vẽ các ngôi sao mà có cạnh nó cứ ngắn dần đi. Thì đầu tiên là vẽ cái hình chữ nhật này thì các bạn cứ vẽ một hình chữ nhật có cạnh dài đúng bằng cái này, nhưng mà cạnh cái chiều cao của nó thì ngắn thôi. Sau đó lần sau thì các bạn sẽ tăng cái chiều cao lên một chút. Đấy, cứ mỗi lần các bạn tăng chiều cao lên một chút. Thế còn hình chữ nhật, hình hình ngôi sao này thì các bạn sẽ vẽ một hình có 5 cạnh.
Đấy, cái độ dài cánh này thì các bạn áng chừng thôi, tại vì đề không có nói gì cả thì các bạn có thể áng chừng cái độ dài của cái cánh này. Thế khi mà các bạn vẽ cái một cạnh xong ấy thì các bạn xoay một góc là bao nhiêu? 144 độ. Đấy, các bạn đang đi thẳng này, các bạn xoay 144 độ. Thì nó sang cái hướng đây thì các bạn vẽ cạnh tiếp theo. Sau khi mà vẽ được một cái hình ngôi sao năm cánh rồi thì các bạn dịch cái nhân vật của chúng ta vào trong này một chút. Sau đó các bạn vẽ một cái ngôi sao cánh ngắn hơn một chút. Đấy. Sau đó nó cứ vẽ sát vào với nhau và nó sẽ ra được cái hình lá cờ này thôi. Và tôi hy vọng là cái phần gợi ý này của tôi thì nó sẽ đủ để giúp cho các bạn có thể làm được cái bài thi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.